Mẫu MPV thế hệ mới Suzuki Ertiga Cruiser 2024 vừa được trình làng, xe được cho là thay thế Ertiga Sport, dự kiến có thể sẽ bán tại Việt Nam. Tương tự mẫu Ertiga Sport cũ, Suzuki Ertiga Cruiser 2024 cũng sẽ được trang bị bộ body kit theo phong cách thể thao nhằm phân biệt với phiên bản thường. Trong triển lãm ô tô quốc tế Indonesia, IIMS 2024, hãng Suzuki đã vén màn phiên bản mới của dòng MPV cỡ nhỏ Ertiga mang tên Cruiser được định vị như phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, Ertiga Cruiser sẽ thay thế đàn anh Ertiga Sport. Tương tự Ertiga Sport cũ, Suzuki Ertiga Cruiser 2024 cũng được trang bị bộ body kit theo phong cách thể thao nhằm phân biệt với bản thường. Tuy nhiên, bộ body kit của Suzuki Ertiga Cruiser 2024 đã được làm mới so với Ertiga Sport. Cụ thể, Suzuki Ertiga Cruiser 2024 được trang bị cánh nứt gió trước, bên sườn và phía sau mới. Bên cạnh đó là cản trước và cản sau khác biệt cùng cánh gió hầm hố hơn. Suzuki Eriga Cruiser 2024 màu trắng sẽ đi kèm phần nóc được sơn màu tương phản với thân xe. Trừ những thay đổi kể trên, Suzuki Eriga Cruiser 2024 không có gì khác so với Ertiga Sport, từ vành la răng đến các tính năng nội thất. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này được trang bị vô lăng vắt đáy thể thao, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, vô lăng và mặt táp lô ốp gỗ bóng bẩy màn hình thông tin giải trí 8 in nằm độc lập trên mặt táp lô, cũng như hệ thống kiểm soát hành trình Cruiser Control. Nằm bên dưới nắp capo của Suzuki Ertiga Cruiser 2024 là động cơ với công nghệ My Hybrid mang tên Smart Hybrid Vehicle B Suzuki, SHVS giống XL7 Hybrid mới. Xe được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực tại tua máy 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng trên phút. Sức mạnh được chuyển tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Động cơ đi kèm với pin lithium ion có dung lượng 10A, khoảng 1200W và máy phát điện tích hợp bộ đề ISG. SHVS đóng vai trò hỗ trợ tăng tốc, giảm tải cho động cơ xăng và giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài ra, hãng Suzuki còn trang bị tính năng tự động ngắt động cơ tạm thời cho xe. Tại thị trường Indonesia, Suzuki Eriga Cruiser 2024 có 4 bản trang bị với giá bán giao động từ 288, 301 triệu rupiah khoảng 449, 469 triệu đồng. Sau Indonesia, mẫu xe này có thể sẽ tiếp tục được giới thiệu ở những thị trường Đông Nam Á, khác như Việt Nam. Suzuki Eriga Sport Limit thực hiện có giá niêm yết 678 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.